xin mời các đoàn đến tuyến vui lòng cung cấp thông tin của đoàn mình cho ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời. Đất đó ở bên sau cái bên sau quả núi kia, sau cái quả núi cao kia kìa. Đây 1509 kia kìa. À. Đấy người ta gọi là 15 không chán đấy. Không chán. Đấy sao mà nó chiếm sang bên đây? Của nó kìa. Lúc vòng ra tí đằng kia kìa, đấy là coi như là 1509. Tức là bên kia nó lã vào đây. Đúng không? Nó bên kia không phải pháo của nó ở đoạn đây đâu, pháo nó đằng sau đấy nhiều. Đằng sau đấy bao nhiêu km mới bắn về đây? Anh bảo ngân một. Nhưng ngân một trường nào? Cái gì à? Ngân một đó. Ngân một không có ở đây. Bên kia. À. Còn đây là sau này. Bên mạng bên kia là tôi không thuộc nhiều, tôi lại thuộc đằng 812 và cốc mè đằng kia thì tôi lại thuộc. Mà tôi lại thuộc 685 này và sau 685 này là H3, H2, H1. Bây giờ là nó là chiếm được một phần nào? Bây giờ nó giả cho mình bây giờ nó giả hết rồi. Bây giờ không còn cái gì nữa của nó ở đây, bây giờ là toàn bộ là của mình ở đây. Các anh nhìn kỹ ở trên kia kìa, nếu mà trời nắng anh nhìn trước kia là có một ngọn cờ của mình cắm ở trên đấy, là ở E4, à E5, đỉnh E5. Đỉnh E5 của liệt sĩ Lê Trần Mãn gọi xin mưa rào bắn vào đầu pháo của ta và pháo của địch, bắn vào đầu đồng chí đó hy sinh ở trên đỉnh E5 này. Sao anh em mình hôm nay không đăng ký sang đỉnh Lão Sơn nhỉ? Lão Sơn thôi, tôi mình không sao đâu. Đi sang đỉnh Lão Sơn thế này, nó cởi hết quần áo, cởi quần áo ra mặc dân sự đi sang đỉnh Lão Sơn được. Đấy. H3, H4, cô X. Đấy, tất cả cô X đằng kia nó nằm sau đằng kia hết, đi ra cửa khẩu Thanh Thủy. Đấy, và 300-400 nó đằng kia. Đấy, tôi là một người lính công binh nhưng mà tôi đi cũng rất nhiều, nhưng mà nếu mà nói để mà chi tiết về để mà thuộc từng địa điểm thì tôi không thuộc. Vì tôi đi làm công binh thì tôi chỉ đi làm đêm, trong phạm vi chỉ có khoảng độ 2-3 đêm xong lại rút, cho nên là chỉ làm đâu thì biết đấy thôi, chứ còn để biết rộng thì chúng tôi không biết, đi nhiều nhưng mà không biết đâu. Đấy, chúng tôi là công binh, là người đi trước về sau, là trông chuyên trông mìn ở trên đỉnh. Đồng chí này ngày xưa toàn làm hầm. Đấy, hầm và đầu tiên là đi lên làm công sự ở trên này và đi cài trông. Cài trông, cài mìn. Xong rồi. Tám mấy ở đây à? Tôi nói nhất với các anh là tôi là lên đây chính thức lên đây là 585. Với 585. Còn 84 chúng tôi là cũng là thuộc quân đoàn 3, là trực thuộc của quân đoàn 3, là đi mở đường chiến dịch từ Đằng La Hạng sang lên Bắc Bê sang đây. Đấy là 584 là quân đoàn 3 là đi mở đường chiến dịch. Đấy. Nhưng 85 mới chính thức là bọn tôi mới vào đây. Đấy, thì bọn tôi là công binh mà. Chuyên đi cứ tháo mì. Còn ở vế đằng kia là đỉnh 82 và cốc mè. Vào cọc 6, cốc mè để nó đằng kia. Cốc mè kia, trận địa pháo của mình toàn bộ là ở đằng kia. Ở đằng kia, ở 82 và đỉnh cốc mè và làng binh. Và 673, đấy là các trận địa pháo. Chọc hai quả bên dưới làng binh, chúng cái cua cho sông Lô sang. Vâng. Còn đâu mà nói thật ra mà nói là tôi thấy nhiều đồng chí mà nói là đồng chí này chỗ nói binh. Nào cũng biết tôi đồng chí này công binh đi trước về sau, đi trước về sau. Xong đến đoạn chính xác là công, thằng đặc công là đi tại dọn hết. Còn khổ nhất là phải nói là mấy anh em của vận tải mới là người vất vả nhất. Là cái gì, hàng đi lên, lương thực thực phẩm súng đạn đi lên, lúc đi về là có thương binh liệt sĩ đi về. Vẫn là anh là người đó là người vất vả nhất tất cả trong chuyến dịch này, những anh em vận tải là người vất vả nhất. Cảm ơn chú rất nhiều. Đấy, những cái thông tin chú vừa cung cấp thì cũng đã biết phần nào. Bắt đầu mình mở chuyến dịch mình đánh rồi làm gì nữa, chính là bị dỗ đấy. Thế là 772 đấy kéo dài đi. Trên này gọi là cái bản gì? Bạn đi đá thì chả biết bạn gì đấy, đúng rồi. Thế là đến lúc mà cái lúc mà đây. Thua trận rút xuống là nằm ở khu vực này này. À nên rút nằm đây rồi. Lúc mà mình thua trận lúc 12 giờ trưa đã nằm đây. Trên 1509 kia nó nhìn rõ, thế là bắt đầu mình cứ thò đầu lên để sợ xuống nó bắt cóc. Thế là cứ thò đầu lên để gọi anh em thì là coi thì rằng là còn anh em nó sống thì còn liệu bảo nhau. Thế là còn nó nhìn thấy nó lại bắn tỉa lại chóc lại um sau. Lúc đấy là chú ở chỗ nào hả? Lúc này rút khó chứ. Cái 12 tháng 7 lúc lên tới là 1 rồi, của 685 rồi. Chú là 876 của tiểu đoàn 1 C2. Tôi mới liên lạc mà. Vâng.
Thế mà thì mẹ đi ra kia nhớ mãi một cát trường đưa cho gói gạo sấy mà vẫn phải múc cái nước này lấy tay vòng lên vòng lên vào đó. Phát thì coi thế chúng là cha bố khóa coi lên thì phá nó bắn vào 82 bố qua một xe chân ra nó cắt một phát mất tôi luôn. Quang dưới Tứ Liêm mấy kéo nhiều mãi. Nó cũng kéo xuống còn bản thì nó băng đây, bản nó băng, bản nó cùng xã. Bản nó cùng xã thế nào mà em mình bị băng mình Bình Sóc Sơn băng cho nó bảo rằng là anh giật bỏ băng đi, anh không được băng cho em nữa, anh để băng để băng đồng đội khác. Em chết đâu cũng được, em chết cái tay không phải là băng mà cầm máu về được. Sau về thì Vi nó nằm được mấy ngày nó chết. Về nó chết càng bản. Lợi già. Cái đứt to quá nhỉ. Lúc đó băng mất 13 cuộn băng cho nó ở trên sắt cơ bờ. Trân trọng đề nghị các đại biểu trong phòng kính lễ. Sau khi kính lễ xong xin mời đại biểu di chuyển lên tay phải lên đền. Không không được quân đánh khí người. Bây giờ có mấy cái điểm cao, nó có mấy cái chốt trên nhà nhỏ. Ngày trước cái chốt 1509 là cái tiểu đoàn nó em là lên đánh thì không có người. Có mấy đâu, nó không có chỗ đâu, mình có bao nhiêu. Có một lần cái tiểu đoàn mà em tiểu đoàn 21 quánh. Thực tế người nó có mấy, nó có mấy người đâu, chẳng còn chiếm nó giữ thôi, chứ không có mấy đâu. Nên rồi, bắn đem lên pháo chẳng có ai cả. Có ai đâu. Đấy, đúng 1509 chẳng qua đâu. Tôi chiếm mình thì mình bảo là nó chiếm nó đông lương người, nhưng mình có người đâu, nó không có người. Không người đâu. Không có người đâu. Nó đánh là rút nó chỉ có đánh trong nó giữ một vài người nó giữ chốt thôi chứ thực tế năm nào cũng người như mình quảng cáo là nhiều người đâu kiểu để nó quan sát thôi đúng rồi nó cái 1509 kia nó cao lắm kiểu nó lập cái đàn ở đây lúc đấy là cây cối này nó phẳng lừ hết đá đấy nó chắc chở trắng xoát hết làm gì có cái cây cối như bây giờ 45 nó mới tốt thế này không nóng ở đâu được không có một cái gì cả lúc đó chưa đá không nó bắn lên cái đỉnh 65 này 72 27 ngày 27 đều lên rồi lấy được nó cần mình mất viên đạn cối rồi pháo rồi tự nó lên. Khả năng là hạ nó bắn thẳng, khả năng bắn thẳng. Kia cái 1509 kia nó tâm nó bắn nòng xuống nó hạ nòng xuống nó bắn chốc hết. Cái ven đá này trắng trắng luôn. Mẹ kia nó nằm kia mà mình theo cái đường này. Nó nhìn rõ như ban ngày. Mà lúc cái địa hình làm gì nó trống trải. Ờ nó trống nó không có cây thế đâu. Nó có gì nó có cây thế đâu. Trân trọng đề nghị các đại biểu trong đoàn kính lễ. Phải nói nghiên cứu cái kiểu này. Bởi vì là cái tọa độ nó đã có rồi. Tọa độ của nó đã có rồi mà coi thế là mình lên nó nắm như ban ngày cây cối như thế này mình lên nó nhìn rõ như vật một luôn. Cây làm gì nó có cây thế này đâu. Bây giờ con trâu đi con chả nhìn thấy người, chả nhìn thấy trâu. Mời đoàn kiểm chiến binh C-18 trung đoàn 152, sư đoàn 313 do đồng chí Phạm Văn Hùng làm trưởng đoàn xếp thành hai hàng ngang trước biệt của quốc tướng để chuẩn bị trận chiến. Trân trọng kính mời đoàn kiểm chiến binh F-356 xã Thụy Hưng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ chuẩn bị. Tôi lúc ấy là liên lạc của C-2-D-1-186 là đánh cửa mở của 685 một tao đã lên được tiền tiền của tuyến nào một rồi thì là mất liên lạc mình thì hô tấn công nó thì hô rút nó thì hô rút mình hô tấn công nó thì hô rút lui nó nắm thông tin của mình rõ quá gì nữa cái tiểu đoàn em là nằm ở trên mất thông tin xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Văn Hùng trưởng đoàn đại biểu cựu chiến binh C-18 trung đoàn 52 sư đoàn 313 đại diện cho đoàn đại biểu lên dân hương dân lễ xin chào kính mời còn ăn M72 cái lúc mà sao biết là ông chú Hoàng Đan ông chỉ huy mới cái lúc mà hai cái lúc đầu mà này là... cái lúc 1 giờ sáng ấy nếu như thằng nào vẫn còn nằm ở trên chốt kia thì thằng không chết. Thằng nào mà xuống dưới này là cứ trên kia tống xuống dưới này nó nhìn rõ mình mà cứ thằng nào nằm trên tuyến biên kia thì thằng không chết còn thằng nào mà xuống dưới này là dưới này lúc ấy nó pháo nó bắn phẳng lơ luôn nằm đấy an toàn cứ nằm ở trên kia thì không sao nhưng mà lại sợ lợn cái thằng A chuyển là tự đại biểu trong đoàn chết đây không phải nó chết mà tôi lợn nó nên tôi nằm là xuống cái đào nông nông này nó nằm úp lên rồi cứ nằm yên mẹ tôi nói phải mãi tầm mẹ thấy anh em xuống gần hết rồi còn mình đêm giúp được. Đêm rút thì tôi là liên lạc còn ông bảo là ông chính trị viên ông đi tôi cũng cụ tay thế nó đi tìm tôi phải chuyển ông ấy ra chính trị viên tôi liên lạc thì ông là chính trị viên mà thì thế là mục tiêu ông ấy đưa ra khỏi cầu treo rồi bắn đứt mẹ cầu treo của cả trong làng binh như này nó nhìn rộng như ban ngày thì chuyện thế nào được hôm nay là nó có mây là nó mất cái mỏ 1509 ngày xưa đây nó đỏ đất đây nó đỏ như thế kia hết làm gì còn cái gì nữa đâu. Xin mời đoàn kiểm chiến binh sư đoàn 313 Hải Lưu Bạch Liêu, Sông Lô, Vĩnh Phúc do đồng chí Nguyễn Văn Cò làm trưởng đoàn chuẩn bị.
đơn vị của tôi lúc đấy là 122 thằng tay tôi làm bên thống kê là đội, tôi làm thống kê, tôi liên lạc làm thống kê, mà đến khi đánh trận 12 xong tháng 7 đến khi tháng 84 là còn cả một đơn vị một C2 là 121 đồng chí, mà sau khi đó là vừa thương binh vừa tử sĩ vừa còn có 14 thằng chính trị viên Long Thuần, ông Thuần còn nhảy lên chiến hào để cho cái tôi sát để cho nó bắn tỉa tôi chết, phải nhảy lên bảo anh sẽ em sống thì anh còn sống, em chết thì con chết, rút nhảy xuống ống rút đơn là tiêu cực quá, thì không còn người hết, người có đúng cả đại đội, cả đại đội còn có 13 thằng ông nhảy vào chiến hào, nhảy lên chiến hào để cho tự để cho bắn tỉa hết quân hết người, không có người nữa, không chết sao anh kéo xuống, mà anh sống thì em sống, anh chết em đứng 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 chút hào ấy, đứng lại đây cho nó, đứng đây cho nó được, vì sót sót anh em, sót anh em quá hết người, phải nói ông, phải nói ông cực kỳ về anh em. Tôi liên lạc bây giờ thuật lưu tin của ông vào cho nó là ông ở mấy năm nay liên lạc không có liên lạc với ông ấy mấy năm nay, năm nào cũng đi đi. Trân trọng đề nghị các đại biểu trong đoàn kính lễ. Cả đơn vị còn có 100, còn có 13 người thì đánh đấu cái gì nữa? Mày nó nhanh chóng chạy. Sau khi kính lễ xong, xin đoàn đại biểu di chuyển theo hướng Tây. Chốt thế nào một chút. Của anh thua trận luôn, bắt đầu 1 giờ sáng lên cái là mình thì hô tấn công, nó nắm được thông tin của mình, nó mình đại trưởng ông Hà, nó có ông đại trưởng Hòa là ông quân đi cho rút quân, chứ thì chống ra nữa, mình thua tấn công, ô loa của tàu nó nắm được thông tin, mình đánh là mình thông tin cho cả, không có nghĩa là không. Mình thì hô tấn công, nó chỉ là hô rút lui, nó nắm được số điện thoại của hiệu tuyến của mình, vô tuyến của mình và nắm được tần số của mình thì nó hô mình rút, thì chỉ biết là mình chỉ phải đánh, nó bảo mình rút, thì nó bảo mình rút thì mình vô tấn công, thì biết là nào mà đánh, thì là sau pháo mình cứ giật một ít mình, chính mình lại bắn một ít mình, nghe đi em. Pháo binh thì pháo binh mình dập một ít mình là nhiều, bắn thì không căn vào độ, không căn vào độ nữa, chính xác pháo binh đấy, pháo binh đúng không, chính xác pháo binh, chính xác pháo binh kém, nó về chỉnh pháo đấy, thì lính nhà mình bị mình tuông nhiều, mình bị nhiều, bên nó thì bắn sang bên mình thì bắn, nó chủ yếu là bắn thẳng của cái thằng 109 nó bắn xuống, bởi nó nhìn rõ như thế nó hạ nó bắn xuống, đạn bắn được không, cắm vào lưng, nó cứ chốc một phát và nó cố lại quang theo đằng sau. Vạch đường nó nhìn rõ như lần này luôn. Biết đường nào mà chạy. Nó mà chạy. Tôi làm một cái xẻng, lúc ấy tôi bên liên lạc tôi chỉ có một khẩu AK với một cái xẻng thôi. Thì chỉ huy đi đâu là mình theo đấy. Bởi vì lúc còn thông tin tôi cho các trung đội để triển khai chiến đấu. Thì tôi không mang cái gì khác ngoài ra chỉ có khẩu AK với 2-3 băng đạn với 2 quả một vịt. Đấy, 2 quả tôi lúc ấy là bên quân khí thì tôi giữ 2 quả tức thì. Thế là coi như tôi đi đâu thủ trưởng đi nữa, thủ trưởng đi đâu mình đi đấy. Thế là coi thế nên là đến khi ông bị thương quá là mình phải rút ra. Với ông chính trị viên nó bị phát mảnh này bắn đây cụt tay chính trị viên ông bảo cho nên lúc ấy toàn đá chốc như thế này, nó có lầm gì có cây cối này, đi theo cái luồng này đi theo cái khe này đi theo cái khe này đá, đi theo cái khe này lên đây, lên theo cái rông nó đang cái đường mòn mòn này, cứ bám theo cái vách đá đi lên phát triển, phát triển nó gặp lúc gì đó hình dạng nó đi ra ngoài, không đi ra ngoài thì nhìn bỏ mẹ đi hàng một thôi chứ gần gì nhau, toàn đi hàng một hàng đôi thôi, bởi vì nó mở có 3 mét, cửa mở tích chi nhỉ, cửa mở tích thì trên kia mới là cửa mở, còn cửa mở đây mình biết anh chỉ có dưới này là mình gài, dưới này là coi chỉ là dưới này là nó cài mình và mình cài mình nữa, nó chiếm thì nó cài mình, chiếm thì mình cài, thế là bia đâu nó bọn công binh nó bị dọn hướng trước, còn cửa mở khi là trên kia nó gài mình nhiều, nó sợ mình lên là nó phải gài mình, là mình phải đánh cửa mở, tôi còn lấy được con dao bấm bọn bọc là công nó bỏ quên. Điên cường một đánh cường vừa kiểu nó là đánh bằng cái ông nứa đấy, nó gài kiểu nó bên hai đấy, là sao binh chủ là công đấy, sao bấm của nó đấy, sao bê cũng lại chớm một lấy mất, sao bấm còn là công mà, nó sao nó dài thế này, sao bấm bấm cái lòng của ra, tôi gọi nó có túi, lên tôi còn lên là chú nướng thịt đấy, nướng thịt đấy, đúng lo nướng, tất cả cái bố nằm xuống dưới khi đã nằm xuống xuống mà dưới lên cũng bị tất cả cái lò, tất nhiều nhất ở đây, 600 năm xuống tôi rồi. Đánh mỏm 600 năm nay lên đến gần đỉnh tụt xuống, nhưng mà lại không lao vào đây để tụt xuống dưới. Người chỗ nằm trong là nhau là chỗ, là chỗ này là cứ vào tập tàu đây, cứ ở đây đánh nát vào đây, nó khoan chỗ này cho lạt bét, không có cái gì không ngừng suốt ngày, cứ thằng nào nằm trên thuyền riêng thì thằng ấy sống. Ra đây thì chỗ này là lo chứa thịt, còn thằng nào mà nằm trên thằng ấy sống, cối chế thịt tại đây đây là ngay dưới chân này đấy, chỉ cần đây là mình nằm ở đây, đây là cái hố này để nằm đây, vượt qua cái khe này để sang đây, để nằm đây để sang đánh bên kia, thế là khi xuống cái thua trận là em quốc quân mình nằm đây đây luôn. Thì nó điểm cao đây nó là cái này, nó bắn cối này tá âm đây, nó đây này chứ là dốc tất, cái tá âm nó hút cả ngay cả đường không cái nón này, một là dính đạn là một, hai là dính đá là hại, không bao được ra không ra được, cái hòm nó cao ra vào đâu,
đá để lăn hết xuống rồi. Tiểu ra tôi là đánh 685 đây, đánh dùng 685 đây tôi xuống. Nhưng mà tôi xuống xuống đây bao nhiêu là chết hết. Cứ thằng nào ra là chết, thằng nào chết, thằng nào chết, thằng nào chết. Tôi nằm trên kia tôi mới sống, chứ tôi bắn sát của... Nằm ở cửa sứ đoàn năm đấy. Chứ tính là nó bắn từ 7 giờ, từ lúc 3 giờ sáng cho đến tận 7 giờ tối. Cứ đạn nó dầm khu vực này, còn cái gì nữa mà còn. Như mưa, nó thả đạn Trung Quốc rồi, nó thừa đạn. Nó chấn đâu rút cái lưu mình. Nó bắn lại đúng là cái cối. Đúng là cái cối luôn, chết kinh khủng luôn. Đây là đài quan sát của chú là đây ạ. Chú đánh mỏm 685 đây. À 685 đây. 685 đây tụt xuống thì xuống dưới này cứ thấy chồng đống vào với nhau. Vâng. Thì cuối cùng là vẫn phải tụt lên. Vâng. Chú đánh 685 đi. Nếu đánh lên thì sẽ đỡ, còn nếu đúng rồi. Xuống chết mà không xuống chết, vào cũng chết, ra cũng chết. Đấy là 685. Thế là cứ đánh lên. Ừ, đấy. Đây ạ, đây ạ, cối xay thịt đây ạ. Đây là cối xay thịt. Đây đây ạ, ngay đây ạ, đây ạ. Tả ông xuống đây nằm đây không lên được mà không xuống được. Nằm xuống này kia không được. Lên không ra được mà cũng không vào. Không vào được. Năm 09 kia mẹ soi đây lúc kia nó quang hình. Cứ một năm 09 quang nằm kia nó làm gì có cây như này đâu. Bắn tỉa trên thế. Nó rội xuống. Đấy, đây là pháo đài an đài quan sát của chỉ huy. Thì bắt đầu nó phát hiện là cái nó tường ngoài đây nó san phẳng quả đây luôn. San phẳng 485 luôn. Bên này. Cái pháo đài, cái đài thử nghiệm đây đây, san phẳng luôn. Trồng đống vào nhau thế là người cứ lật xuống dưới này. Và không biết bao nhiêu. Nó bắn pháo cuối cả sang đây. Suốt ngày suốt đêm luôn. Không ngừng. Thì 356 mà. Của 356 là đánh 685 và 772. Tôi là công tác thông tin cho ban tổ chức. Rất sợ, kinh khủng luôn. Dạ, dạ. Thế là lúc đấy đồng đội chú thì và chú là tinh thần như nào lúc đấy? Chú thì giờ thì tổ quốc thì đã lên thì kể cả bất tử, sống thì quay lại mà chết thì thôi. Vâng. Thì đồng đội mình còn nằm xuống đấy rồi mà. Vâng. Tất cả là tụt xuống thì vẫn phải lên tận đỉnh. Là tiểu đoàn chúng là đánh 685 và 772 đấy. Vâng. 685 772. Ác liệt. Đây cối xay thịt. Vâng vâng. Đấy là đài quan sát. Vâng. Của chỉ huy. Vâng. Cuối cùng nó bắn sản phẩm của đôi rồi. Vâng vâng. Khốc liệt. Phỏng vấn nhân chứng sống. Dạ dạ. Nhiều người không nói đúng. Đây chiến dịch mở chiến dịch em ở đây 74 là mở chiến dịch. Thế còn trận đánh đầu tiên là không đúng, hoàn toàn sai. Đây trận đánh đầu tiên đây. Đang nói là trận đánh đầu tiên rồi, chiến dịch đầu tiên không phải đánh từ đời nó rồi, nhưng mà cái mở cái chiến dịch em ở đây em 74 là 12 tháng 7. Ừ, 12. Hôm 12 tháng 7 năm 84. Đúng rồi, 12 tháng 7. Còn tôi nói ông bây giờ đây là cái cối xay thịt. Đúng rồi. Mình phải nói rõ văn thì đấy tôi vừa nói này, thì trực tiếp ở trên đây, 685 thủ xuống thì tôi trực tiếp là nãy con bé nghe nó phỏng vấn nó nói mình thấy không đúng. À đấy ạ. Đấy, đây mới là chính xác. Đây là lò vôi thế kỷ cối xay thịt luôn. Vâng. Đơn vị tôi đánh 685 và 772. Vâng. Bên đây là đài quan sát của chỉ huy. Vâng. Thì nó phát hiện xong bắt đầu là ở trên đây trên 685 và 772 tụt xuống không tụt được. Vâng. Có bao nhiêu là chết là cối đúng cối xe thì luôn. Còn 468 này là nó san phẳng thì giờ mới là làm nhà nước ta mới lại sư ban 56 mới làm cái đài tưởng niệm. Đài tưởng niệm. Đấy đài tưởng niệm này do sư ban 56. Vâng vâng. Đấy tiểu đoàn với lại sư đoàn là chúng đoàn là hầu như là gần hết. Vâng. Đây, không còn nó bắn từ trên 1509 người xuống nhé. Xuống đây không ra được, vào không vào được. Đấy, cứ 1509 người nó tương xuống. Vâng. Thì có tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 là đánh 685 và 772. Vâng. Đấy. Còn đồ là 34, 35, mới lại 149 là đánh là 772 để xuống giống 400. Vâng. Thì chú kể rất là rõ ràng và rất là... Thì mình trực tiếp là ra tận nơi mà, mình xuống tận nơi lại trực tiếp luôn rồi. Thì nằm ở tại được. Nó ở trên kia, mình ở thế này nó thấp. Đấy, nó 1509 kia nó cứ mân xuống. Trên kia nó nhìn ông nhòm xuống, nó nhìn thế hết. Đấy, mình thế là bao nhiêu là... Đây là đường vào và giá là tắc là nó là cái cối xay thịt rồi đây đấy. Vâng vâng. Đấy trồng đống rồi đấy. Ngay bên dưới chân này thôi ạ. Đúng thung lũng đây. Đây ạ, đây ạ, đây ạ. Thung lũng đây. Thung lũng đây là cái cối xay thịt chính. Vâng. Như nó sồn như thế này. Vâng. Là nó quá nhiều. Hả? Đây nhiều. Chứ vào ra chết tất rồi. Trong đống rồi. Vào đến đây ăn toàn pháo mà. Vào cũng chết mà ra cũng chết. Vào cũng chết, ra cũng chết. Đấy là chính xác nhất. Vâng. Tại vì đơn vị tôi là 876 đánh 685 và 772. Mà tôi tham gia từ đầu đến cuối luôn. Thiệt mỗi cái là khi lựa chọn thứ hai bị thương, nhưng mà cuối cùng không lấy được giấy trúng thưởng. Người có giấy trúng thưởng đập quá thì thòi được mỗi cái chế độ sau này. Đây người tôi còn rất nhiều mảnh, nhưng mà thứ này không đi cửa toàn mạch pháo mà
không cửa để làm gì, mình còn người sống thật. Đúng rồi. Sống vì tổ quốc, vì đất nước, không phải bỏ tiền ra để đi mua. Mặt trận này ngày xưa là kinh khủng. Đây nó là có một buổi sáng mấy tiếng đồng hồ mà nó gần như là xóa sổ một trung đoàn. Đâu, trung đoàn 876 thôi. Đấy, nó gần như xóa sổ mà. 876 đây mà. Gần như xóa sổ luôn. 5-600 người. Gần 1.000 người. Ôi trời ơi. Này, nó đưa xuống hàng lãng lo kia nó có trông đống mà. Nói là việc của nói thôi chứ còn mẹ khi quý thì không hình dung nổi đâu. Không hình dung nổi đâu mà. Tháng 1, 4, 9, 1, 5, 10 con tăng cương vào đây nhé. 36 à, từ bên Hoàng Liên Sơn. Con tăng cương vào đây cuối cùng đi tất. Vào đây là cái túi. Vào ra chứ. Nó dồn lại. Vào nó to lên. Vào đây là một cái túi. Nó là cái cối xay mềm. Đúng rồi, đây là cái túi. Cối xay thịt. Xin chào nhé. Đây là thực tế luôn nhé. Bòm 685-772 trung đoàn tuổi đấy. Đây nó là cái thung lũng mà vào bao nhiêu hết bấy nhiêu. Vâng. Đi bằng hết. Đây vì cái chỗ này là mình là thung lũng mà trên kia là cái điểm cao. Rốn điểm cao 1509 đó, ở trên kia nó nhìn thấy hết. Anh em ở dưới này. Thằng nào thò đầu ra cái là thằng ấy chết. Coi như là nó chơi hết cả cái chỗ này là toàn núi đá, làm gì còn cây cối nữa đâu mà. Trước cái núi đá là đang bốt này. Đấy. Núi đá này nó trắng xóa luôn, nó gọi là lò vôi. Lò vôi thế kỷ đấy ạ. Lò vôi thế kỷ là cái này này. Cái này là chỗ này là khối, còn cái trên kia là lò. Đây là khối. Tức là nó hình dung là nó như là một cái lò vôi thế kỷ. Có nghĩa là cái chỗ này núi đá này là bị pháo nó đánh trắng. Trắng xóa luôn, vỡ tung lên. Vâng. Không còn cây cối gì nữa mà. Vâng. Nên mới gọi là lò vôi. Vâng. Dưới này là thung lũng, mà dưới này là bao nhiêu quân vào đây vào chết mà ra cũng chết. Vâng. Nó đánh ra đến tận dưới cái đường dưới được vào ấy. Vâng. Xe của mình vào mà kéo mang đồ và vận tải tiếp tế vào nó ngoánh cả vào tận bên kia luôn. Pháo nó xa. Còn chỗ này là chủ yếu là nó ở trên kia kìa. Trên kia kìa. Điểm cao 1509 kìa, nó ở trên kia nó có đài quan sát, nó nhìn xuống hết dưới này. Anh em bộ đội di biến động là nó nó chiếm hết cả khu này này. Xong đến kia 589 bắt đầu là cả pháo nó rút về cả cuối. Là hiện tại là trên kia giờ là mình một nửa, nó một nửa. Vâng, 1509 ạ. Ừ. Đây là 1509 này, nó trên này. Đi xuống đây rồi chuẩn bị giữ quân đây. Mình một nửa, hiện tại giờ mình một nửa. Vâng. Đất một nửa, đất là vẫn có được biên giới. Sao đây? Vâng, chào cáo các chú nhiều ạ. Vâng, vâng. Nhưng mà nó là chiến rất nhiều. Có nhìn hết. Các thì mình cứ từ trên cây. Vậy thì những cựu chiến binh đã từng chiến đấu bảo vệ từng tất đất thiêng liêng của Tổ quốc thì cũng vừa đã kể lại, chia sẻ lại những cái điểm khốc liệt ngay chỗ này thôi. Nhưng mà rất rất nhiều các ông, các bác, các chú đã hy sinh ở đây. Vâng, tổ chức xin chào kính mời đoàn đại biểu ban liên lạc. Dạ. Làm gì có dạ. Cây bây giờ nó chọc hết đời chọc rồi nên là đánh xuống. Cái chú dạ. Dạ vâng ban tổ chức xin trân trọng kính mời họ chạy, họ vẫn thấy mặt mặt mình tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai xếp thành các hàng ngang trước bia các phi công để chuẩn bị cho lễ viếng. Đất ta nó chiếm ở đâu cái đoàn của mình là tập trung vào đây làm đấy ở đây tất cả đây
Cái đường kia là chưa kiếm mình à? Chỗ kia là này, chỗ này là một cái rông. Tóm lại là cải năng lượng bây giờ. Chỗ đó chúng ta. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu công ty thương binh 876 Hà Nội do đồng chí Đặng Chiến Thắng làm trưởng đoàn xếp thành các hàng ngang trước viên Vũ Kê Công để chuẩn bị cho lễ viếng. Xin trân trọng kính mời. Những cái năm 84, 85 là đây, khu vực này là nó nát bét hết, đây là trắng xóa hết, nó mới gọi là lò vôi thế kỷ là đoạn này này. Đấy chính là nó là như thế. Pháo bắn vào đây này. Pháo bắn nói chung năm 84 là khu vực này là nát bét, không có cái gì cả. Còn mấy chục năm nay cây cối nó lại mới được. Bắn từ đâu, hướng nào bắn lên đây? Trung Quốc nó bắn từ bên kia. Bên kia là Trung Quốc nó bắn sang bên mình này. Bắn từ hướng kia. Từ cái hướng bên kia, Trung Quốc bên này từ 250 đây là pháo của nó trong này nó bắn sang đấy. Là quân mình đây là sư 356 là cái năm 84 là ngày này là chết nhiều nhất ở đây. Sư 356 đóng ở bên đi vào như sơ tan đấy. Còn chủ lực ở đây là 313, 314 là nằm sẵn ở đây. Không có hầm hào. Có chứ, hầm hào, hầm bê tông, pháo không chịu nổi. Với lại cây gỗ này mình đánh ra làm hầm chữ A này này. Đấy. Tôi trước là làm hầm này là còn đánh cả cây chuối kìa, những cây chuối to ông lại cho lên trên chốc nữa. Chuối, cái đê chuối thì đạn pháo nó bắn vào nó không xuyên được sâu, để nó có nước. Cái năm đấy thì bác tham gia chiến đấu không? Có chứ, tôi đi 81, trực tiếp ở đây đấy. Vâng, vâng, đi 81, đi lính 81, tôi là sư 313, 356, năm 81 tôi ở đây. Như hồi đội trước là đại đội của bác này còn bao nhiêu người? Đại đội của tôi là không nhiều. Về mình nói chuyện không ai tin. Hôm nay báo thanh niên đang đi, hôm nay báo thanh niên mặc vải. Nào. Chờ. Ban tổ chức xin thông báo, xin mời các đoàn đến dâng hương, vui lòng cung cấp thông tin của đoàn mình cho ban tổ chức. Xin trân trọng đề nghị. Ban tổ chức xin thông báo, các đoàn đến viếng tại đại hương 468, vui lòng cung cấp thông tin của đoàn mình cho ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời. Năm 7-12 nó che khuất nhưng mà mình ở trên vẫn nhìn thấy cái đồi này nhá. 7-12 là che của tôi chạy sau lên tôi mới là 7-12 của tôi của Trung Quốc. Ừ, chạy âm. Đúng rồi. Sau lên 7-12 này. Ừ. Chưa được nhìn thấy không tên vẫn được lắm. Vâng. Thế là cái rông thì là chết nhiều nhất. Vâng. Đấy là MB84. Vâng. Đây là đỉnh 685 là 149 đánh. Còn 86 đánh cái trận là đánh kia nó thật ra chúng ta tấn công lên được. Còn đây là 772 trước đối đầu đất này. 772 ở bên kia đây là 685. Đây là 468. Vâng. Là bên này mình chốt. Cái thung lũng là toàn mìn. Vâng. Chưa? Đặc biệt bây giờ mới gỡ hết rồi chứ không. Ai ta còn. Chúng đúng với toàn mình. Còn cái điểm cao cái 1509 à? Mà cái dốc này là dốc 2000 thì 1509 nghìn, 1002. Rồi 1509 tất cả cái dốc này. Ở cái dốc này. Tất cả cái dốc này. 255 này. Tôi là tất cả cái dốc này. Tôi gọi là dốc 2000. Do 1509 2000 thì vào góc này, 1509 góc này. Còn đây 772 1685 này. Bốn hầm bên dưới cái khe này, bốn hầm này, khu vực bốn hầm. Phía ngay trên kia thì nó chỉ nhìn rõ hơn như ở đây thôi. Vâng.
thế mình như của mà... đúng rồi 600 năm chốt là 600 năm đây à, đúng rồi của ban 12 vâng vâng của ban 12 vâng vâng rất là nhiều cái câu chuyện cũng sẽ được Cối của muốn chưa tốt ở đây là mấy rất là đông và muộn rồi, tuy nhiên thì bây giờ thì các đại biểu đây rất là đông. Đây quất lên đây ra kia còn nhìn thấy 400 đá của Trung Quốc với 300 đất Trung Quốc nhìn góc kia. Toàn bộ trên đỉnh này Trung Quốc chiếm hết rồi. Mình chỉ có 4 hầm nâng chừng đoạn góc là kia 4 hầm. Điểm tựa gọi là điểm tựa 4 hầm đấy. Có cái 4 khác mấy khác đá thôi. Đây ai 400 đá này. Đây ai 400 đá Trung Quốc chiếm này. Đứng phải đứng đây. Nó bắn chặn này. 400 đá. Đấy những cái chặn chắn này là nó cốt của Trung Quốc ấy. Nó mỏm xa xa đấy. Đàn nó cốt ở Trung Quốc ấy. Đàn này đấy vết pháo B1 bắn đấy. Sau sát đấy 300. Mà. Còn bên dưới sau sườn đấy là cái sườn này lên sườn này là QH và bộ QH. Kỷ niệm 1 năm nay vừa bắt cặp M18. Đây, mỏm này, mỏm này 159 mình một nửa lắm nửa ấy, nó chiếm hết cả sang đây. Đây mỏm này 72 bắn cuộn xuống ấy, mỏm này 685. Vâng. Tấm bảy 58 nằm ở đây suốt luôn. Vâng. Mỏ mẹ toàn 48 của cối cối Medica đồng đội của tôi đang nằm ở đây trở lại hôm nay hàng ngày hàng giờ báo đạn kẻ thù rút xuống phòng người là được trên đây này có chưa kiên cường dũng cảm gìn giữ sáng sớm nào tổ quốc. Đấy, em chụp cái đó. Nhìn bắt đầu nhìn toàn bộ này chúng này là 3, 4 hầm. 4, 2, 4, 7 điểm. Phút tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên. Bắt đầu. 72 họ lấy hết rồi, họ lấy nó. Bên kia là 600 như vậy là một cái chốt nhớ nó ra thế này. Thì bắt đầu như thế bây giờ qua cái gò đồi này sang tàu chưa? Trân trọng cảm ơn. Đây nó làm đường kia rồi, kia đường kia. Đường biên kia kia. Kia, kia là 1509 này, trên đỉnh cao mù kia. 1509 này quát bê tông rẻ bố, cái cầu mét bê tông đấy. Đông lắm. Tiếp theo ban tổ chức xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai xếp thành các hàng ngang chiếc đầy luôn, để chiếc đầy luôn. Bình đồ 400 á. Xong rồi lên 1509 rồi này. 400 là bên này. Đây. Chỗ. Xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu xếp thành các hàng ngang chiếc biển của quốc kỳ công để chuẩn bị cho lễ viếng. Xin trân trọng kính mời. Chết. 300, 400. Có khám bước phải là cô hậu rồi. Khám bước phải cô hậu tất. Phải hô hết tàng rồi. Nhưng mà còn là... cái 1509 kia là bây giờ họ lấy sau một đây, rồi. Lễ viếng các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên tại điểm cao 468 thôn Lạc Mạc, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh. Xuân Phong, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, trưởng đoàn đại biểu,
trân trọng kính mời đồng chí Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai, đại diện cho đoàn đại biểu lên dâng hương dâng lễ. Trân trọng kính mời các đồng chí Bộ phận Trung ương, đồng chí Thuận Trương. Đâu ạ? Chú bảo là ở bên này ạ? Trước chú ở ngay cái dông này để vận động lên bình độ 1.100, 1.200 dốc cấp cứu. Đấy, nó có cái dốc cấp cứu. À đấy ạ. Còn lật sang bên kia bọn chú bắt trâu được. Bên này rất nhiều trâu nhưng mà không dám sang đây. Tức là nó ở đây mẹ nó nhìn thấy là phệt. Đây nó có cái bản nậm tà nậm ngặt ở đây đấy. Đây là nậm ngặt tà bên kia. Nậm ngặt là nậm ngặt. Cho đăng ký đi. Đăng lên chưa? Chị bỏ cái mũ bị mặt tối. Đội mặt tối xinh mà sợ cái mũ dùng dùng đấy. Đấy rồi, ông Việt Nam mình, ông lấy máy múc lên, ông cuốc đường biên như kiểu như kiểu dân mình cuốc cái đường biên nương với nhau ấy. Trung Quốc thì nó dài rào hàng rào như thiếp gai đàng hoàng. Nó lại